Đừng có kêu bước ra gì, hãy bước vô thì vòng tròn nó mới hẹp được. Dạ. Rồi, nếu như tất cả mọi vị trí chúng ta đã sẵn sàng thì các anh chị hãy xem sự mắc xích của chúng ta là một chuỗi để hoạt động, cũng như là sự thành công của Ban Sơ Việt trong thời gian vừa qua. Một vị trí của các anh chị rất quan trọng. Nếu như chúng ta... Chính vì vậy cho nên chúng tôi mong muốn tất cả mọi thành viên hãy đặt cái trách nhiệm của mình vào cho trách nhiệm của tập thể. Ok. Rồi bây giờ chuẩn bị. Ở vị trí này còn thiếu, chưa có nạt. Bên này ok, bên đây chưa nạt. Chị phải ngồi xuống lên đùi người khác luôn. Lên đùi luôn, ngồi lên đùi. Chị đừng có sợ nạt. Chị cứ ngồi lên đùi người phía sau. Không được sợ nạt. Rồi ok, bây giờ sạch luôn. À vị trí nè, chỗ vị trí nè. Rồi bây giờ đứng lên. Chúng tôi sẽ dành là... Ok, bây giờ em sẽ đặt một nhiệm vụ. Là em hỏi chúng ta là ai. Tất cả những thành viên chúng ta hãy hô thật lớn công ty của chúng ta được không ạ? Chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Rồi ok, Ban Sơ Việt thì chúng ta phải nói là nhiệt huyết nha. Ban Sơ Việt. Em nói là Ban Sơ Việt các chị vững tin. Ban Sơ Việt. Em nói Ban Sơ Việt các chị cứ bước phá. Ban Sơ Việt. Ban Sơ Việt các chị cứ tỏa sáng. Ban Sơ Việt. Rồi chúng ta nhớ bốn cụm từ và chúng ta là ai? Ban Sơ Việt. Ban Sơ Việt. Bất phá. Ban Sơ Việt. Ban Sơ Việt. Ban Sơ Việt. Dẫn tên. Rồi 1, 2, 3, xuống tên. Ok, khi chúng ta đã xuống tấm sẵn sàng rồi. Bây giờ sao vậy? Xuống đàng hoàng, đừng có nhúng từ từ còn đồng đội mình nè. Ngồi xuống lại luôn, ngồi xuống luôn, mới không té được, đúng rồi. Anh phải ngồi xuống mới được. Anh đừng nói vậy, vị trí của anh sẽ làm hỏng cả hệ thống. Quay dữ vậy? Trời ơi, kìa chứ lưng trời. Ok, đưa hai tay lên cao. Nghiêng qua phải. Nghiêng qua trái. Ngã về trước. Ngã ra sau. Ngã về trước. Ngã ra sau. Vâng, thưa các anh chị, chúng tôi thấy hệ thống hiện nay đang có bị một vài vị trí đang bị... Để gốc rồi, bây giờ chúng ta quay mặt về vị trí trung tâm ở em. Anh, cảm thấy ổn không anh? Rồi, xin mời tất cả ổn sao, ổn. Gia đình của Ban Sơ Việt chúng ta hãy quay mặt. Rồi, anh Giang sẽ đếm số 1, bên phải của anh Giang là số 2, số 3 và số 4. Kết thúc số 4 quay lại vị trí số 1. Được chưa? Rồi, xin mời anh Giang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nãy giờ nói lắm nha. Điểm số 1, 2, 2 con đó là 1 đó. Rồi bây giờ cho em xin hỏi ai đồng nghiệp của mình không vì một mối tình tương tư nào đó mà chúng ta thay đổi số của mình. Còn lại những thành viên số 4. Dạ số 4 chúng ta di chuyển qua đây giùm em. Dạ. Rồi bây giờ số 4 nắm tay một vòng tròn. Và bây giờ ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi đến cho mỗi một đội, chúng ta sẽ có một cái màu áo nhất định để nhận dạng đội của chúng ta so với những đội còn lại. Để cho các anh chị ta có cơ hội giao lưu và chúng ta chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và xin mời mỗi đội chúng ta trong thời gian này lựa chọn ra cho đội mình một người chỉ huy. Nhưng trong chương trình này ban tổ chức chúng tôi chỉ cần một người. Vì vậy chúng ta hãy lựa chọn ra người tốt nhất của đội chúng ta là người chỉ huy.
Và người chỉ huy là người được sự tín nhiệm, tin yêu và phải có đầy đủ những tố chất như là chiến lược, tinh thần và đặc biệt nhất không bỏ cuộc. Đó. Chỉ có một điều chúng ta không bao giờ bỏ cuộc là chúng ta về đích thôi các anh chị. Chính vì vậy cho nên chúng tôi vẫn mong muốn là các đội trưởng vẫn luôn truyền đạt những tinh thần, những ngọn lửa đó dành cho tất cả những thành viên của đội mình. Và chúng ta phải chơi hết mình và chơi không bao giờ bỏ cuộc. Xin mời đội số 4, đồng nghĩa là đội màu cam. Chúng ta sẽ nhanh chóng tập hợp đội hình của chúng ta thành một hàng dọc. Nhanh chóng trong vòng 10 tiếng đếm, một hàng dọc bắt đầu. Và các đội còn lại cũng sẽ di chuyển đội hình chúng ta từ thành hình tròn thành một hàng dọc. Chỉ có 10 tiếng đếm nha. Và 10 tiếng đếm bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi xin mời tất cả bốn đội đằng sau quay. Mỗi sau cái đội màu tím mà đằng sau quay mặt lên kia. Rồi, kính thưa các anh chị thân mến, trước khi chúng ta bắt đầu vào những hành trình là những đối thủ cạnh tranh với nhau thì chúng tôi mong muốn tất cả các thành viên chúng ta sẽ nhớ rằng dù ở bất kỳ vị trí nào chúng ta vẫn là đồng đội. Xin mời đội số 1. Số 1 đâu ạ? Số 2. Số 2, cái này là số 2. Số 1, số 2 đứng đối diện với nhau. Số 3, số 4 đứng đối diện với nhau. Rồi, mỗi đội chúng ta hãy tiến về trước 2 bước. Rồi, ok, việc đầu tiên của các đội là face to face. Chúng ta hãy nhìn mặt đối thủ của mình trước. Sau đó chúng ta hai tay, bắt hai tay đối thủ. Bắt tay. Rồi, sau đó chúng ta ôm nhau một cái. Ôm nhau đi. Trời ơi, đừng sợ là giới tính nữa. Ôm lại lâu lâu có cơ hội mà. Lạ là hốt hết giùm em. Rồi bây giờ em xin mời đội màu cam, tức là đội số 4. Nguồn năng lượng tích cực đó sẽ được truyền từ đồng đội của mình. Và hai tay chúng ta đặt lên vai của người phía trước. Vòng tròn không ra. Bây giờ kìa, xin vô. Dạ, trước khi bước vô mình xem ở dưới chân của mình có bị vướng dây gì không anh chị nha. Vòng tròn không ra. Dạ, bước vô khỏi cây cột điện luôn anh. Vòng tròn không ra. Rồi ok, em thấy thắt chặt hơn. Rồi bên đây mình bước vô giùm em tí xíu đi chị. Nữa chị, hai bước nữa. Nữa, rồi ok, đây là bước lên là vừa. Hả, không đừng có ra, được vô đi. Dạ, vô đi mới được. Rồi ok. Chỗ này có đủ để tay tới không anh? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động và truyền năng lượng cho người phía trước bằng cách là chúng ta sẽ bóp vai của người phía trước. Và đồng thời phải nói rằng là tôi đang truyền cho bạn nguồn năng lượng tích cực của buổi sáng nha. Bóp, bóp rồi, bóp đi, bóp mạnh lên, bóp mạnh lên. Dạ. Bóp, bóp, bóp là mình bóp, bóp, bóp. Rồi bây giờ nắm tay lại mình đấm, đấm, đấm là mình đấm, đấm, đấm. Mình đấm, đấm, đấm là mình đấm, đấm, đấm. Rồi xòe bàn tay ra. Mình xoa, xoa, xoa. Rồi mình xoa, xoa, xoa. Mình xoa, xoa, xoa. Rồi mình xoa, xoa, xoa. Tay đâu, tay đâu. Để hai tay xuống eo của người phía trước. Mình bóp, bóp, bóp. Xoa xoa tay đâu, tay đâu. Để hai tay xuống đùi của người phía trước. Dạ. Đang xuống đùi thôi, còn trên cái đùi nữa đừng có để. Phía trước, phía trước. Nắm tay lại, mình đấm, đấm, đấm là mình đấm, đấm, đấm. Mình bóp, bóp, bóp là mình bóp, bóp. Chứ thì mình qua bên đây giùm anh, xin cho nó đủ người bên đây nè. Dạ. À, thưa anh chị, chúng ta đang xếp chữ ban I love you để chúng ta bay flycam, chúng ta ghi lại, cho nên anh chị chúng ta xếp cái hàng thẳng hàng dừng mê mắt.
ở tim số 1 nè. Chúng ta thẳng hàng cái hàng thẳng luôn, phía sau giùm em luôn. Thẳng luôn. Anh Linh nè, Linh nè.